Chào mừng quý vị chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và trước mắt quý vị anh chị đây là chiếc Ford Ranger XLT hai cầu bản đủ. Và có lẽ đây là những chiếc xe cuối cùng ở trên thị trường, bởi vì cái dòng này nó sắp sửa tuyệt chủng rồi. Ford Việt Nam không nhập về nữa phiên bản hai cầu số sàn bản đủ. Và hiện giờ thì bên kho bên em vẫn đang còn một vài xe. Đó là còn con màu xanh thiên thanh đây, và màu vàng cát đấy. Hiện giờ em còn hai con có thể giao được ngay. Đây, nếu như mà quý vị anh chị đang quan tâm đến chiếc xe XLT hai cầu số sàn bản đủ thì hãy nhanh tay. Ford Ranger XLT thì là chiếc xe nhập khẩu đến trước Thái Lan, được trang bị động cơ dầu 2.2 lít với công suất máy là 160 mã lực, đi kèm với đó là hộp số 6 cấp. Chiếc xe này thì nó sẽ rất là phù hợp với các cái công việc như là đi đường xấu, đường đèo dốc trơn trượt và tải hàng nặng, bởi vì nó được trang bị hệ thống gài cầu điện tử, hệ thống hỗ trợ khóa bi sai, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ cân bằng điện tử, rất là nhiều các cái tính năng an toàn phù hợp với cho một việc cho cái việc tải hàng. Và quan trọng nhất là với cái mức giá của nó thì vô cùng hợp lý. Chiếc xe này thì đang được niêm yết giá là 754 triệu, nhưng mà nếu như mà tại thời điểm này quý vị anh chị mua thì quý vị chị sẽ được nhận một mức chiết khấu 110 triệu cho chiếc xe này, và bán còn 654 triệu, một mức giá rất là dễ chịu. Tính ra là bây giờ nó còn rẻ hơn cả chiếc XLS AT một cầu đấy ạ. Thì và bây giờ thì em mời quý anh chị cùng xem qua chiếc xe này. Đấy, như quý anh chị thấy, xe thì hệ thống đèn được trang bị bóng đèn halogen, nhưng mà bóng cốt thì được trang bị một cái bóng bi project và mặt ca lăng. Mặt ca lăng thì được sơn được mạ chrome bóng, đèn sương mù và la răng. Xe được trang bị la răng 17 inch. Đây, phần phía bên sườn xe mang cá thì được mạ chrome bóng, gương chiếu hậu mạ chrome bóng và có cụp gương tự động. Cái tay nắm cửa thì cũng mạ chrome bóng, nhìn rất là đẹp. Đây là màu xanh thiên thanh. Ở phần đằng sau xe thì như quý vị chị thấy, xe thì được trang bị cản mạ chrome bóng đây, và có 4 cảm biến sau. Và chiếc xe thì không được trang bị camera lùi, chỉ được trang bị 4 cảm biến lùi. Đây, em mở nắp thùng. Xe thì chưa được trang bị lót thùng đâu, chỉ là trơn như thế này thôi ạ. Đó, mời anh chị xem cái nội thất ở trong xe. Con này thì được trang bị khá là đầy đủ các cái tính năng. Đây, như anh chị nhìn thấy, XLT hiện giờ bên em chỉ còn số sàn, số tự động hết khá lâu rồi. Đây là, như anh chị nhìn thấy, đây là cái hệ thống điều chỉnh đèn, thì xe được trang bị đèn pha tự động. Đây là điều chỉnh gương và cụp gương. Đây là vô lăng, thì trên vô lăng được tích hợp rất là nhiều tính năng như ga tự động, giới hạn tốc độ. Đó, và xe thì được trang bị vô lăng trợ lực lái điện. Đây là phần nội thất phía bên trong xe. Đây, để em lên để cho anh chị nhìn rõ hơn. Và đây, em mời quý vị anh chị cùng xem cái nội thất ở phía bên trong chiếc xe này. Đó, đây là vô lăng này. Vô lăng thì được trợ lực lái điện và đầy đủ các cái phím chức năng ở trên vô lăng. Ga tự động, giới hạn tốc độ, kết nối Bluetooth với xe, ra lệnh cho xe bằng giọng nói. Đây là tablo. Đây là cần số. Hệ thống điều khiển điều hòa, cần số. Thì như lúc đầu em có giới thiệu, chiếc xe được trang bị là chiếc hai cầu và gài cầu điện. Đây, như anh chị nhìn thấy, đây là núm gài cầu này. Bên phía bên phải là hệ thống cân bằng điện tử, rồi khóa bi sai cầu sau và hỗ trợ đổ đèo. Thì cái khóa bi sai cầu sau nó là một cái tính năng rất là hay. Ví dụ như anh chị đi vào một cái đường lầy chẳng hạn, thì xe nó sẽ xảy ra hiện tượng là quay không đều hai cái bánh sau. Thì khi mình bấm vào cái nút khóa bi sai cầu sau này thì nó sẽ đồng tốc hai bánh sau và mình vượt qua cái đoạn lầy rất là dễ dàng. Đấy, đây là một tính năng cực kỳ hay mà chỉ trên các cái xe hai cầu mới có, còn xe một cầu không có. Đấy, nó sẽ hơn nhau ở những cái điểm như vậy. Hai cầu đương nhiên thì khỏe hơn rồi, bốn bánh rồi,
Khi mà mình xoay chuyển chuyển cầu thì cả bốn bánh nó sẽ dẫn động cả bốn bánh thì đương nhiên rồi đấy, nhưng mà nó thêm cái khóa vi sai nữa thì xe của mình nó sẽ vượt qua những cái đường lầy nó rất là nhẹ nhàng. Đó, đây là toàn bộ phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị cụp gương tự động này, rồi có gương chiếu hậu. Đây, gương chiếu hậu thì có cảm biến ánh sáng nhá. Đây, cái núm cái chấm đen đen này này nó là cảm biến ánh sáng đấy. Nếu mà xe đằng sau nó chiếu pha vào xe của mình thì mình sẽ cái gương này nó sẽ xanh đi. Đằng sau thì được trang bị một ổ điện 12V và xe thì vẫn được chỉ được trang bị ghế nỉ thôi. Đó, đó là toàn bộ cái phần giới thiệu về chiếc xe Wrangler EOT này. Và hiện giờ thì bên em còn hai màu xe có thể giao ngay, đó là màu xanh thiên thanh và màu vàng cát. Thì nếu như mà anh chị đang có nhu cầu muốn tìm hiểu chiếc Wrangler EOT thì có thể gọi điện cho em là Sơn bên Ford Thăng Long, số điện thoại em để ở trên màn hình video ạ. Và thông tin thêm là chiếc Wrangler EOT này sẽ không về Việt Nam nữa, mà nếu như anh chị muốn mua một chiếc xe bán tải hai cầu thì mình chỉ có thể lựa chọn là bản thấp, bản thiếu là Wrangler XL, bản đấy thì nó thiếu quá dưới 600 triệu, và cao hơn nữa thì đấy, và cao hơn nữa thì nó là cái phiên bản Wrangler Limited bản số tự động hai cầu, thì cái bản đấy nó lại bị vướng về cái giá của nó khá cao, nó gần 800 triệu cơ. Thì tại thời điểm này thì chiếc Wrangler EOT nó lại đang là rất là hợp lý, với mức giá bán là 644 triệu là giá bán em bán cho quý vị anh chị. Nếu như anh chị đang có nhu cầu thì có thể là gọi điện cho em để mình đặt mua ngay, bởi vì là sẽ không còn xe nữa đâu, ở hãng không còn nữa, và đại lý thì cũng còn bao nhiêu là bên em cũng nhập hết về kho rồi đấy. Hiện giờ chỉ còn có màu xanh thiên thanh và màu vàng cát đấy ạ. Ok, cảm ơn quý vị chị đã xem video, và em là Sơn bên Ford Thăng Long ạ.